người chết người chết họ đã đi đâu thân nhân lễ bái kêu cầu được chi lưng hồi các nẻo ra đi lễ cho người sống u bi bớt sầu người đi thì đã đi rồi người còn ở lại hãy hồi tỉnh mau đời người sinh trước tử sau ai ham thế sự thì đau khổ dài Nghiệp nhân quả báo không sai Tự mình tạo tác tương lai của mình Sau này khi chết tái sinh Đớn đau địa ngục cực hình tội to Sinh làm ngạ quỷ co ro Sang tham đối khác chẳng no bao giờ Súc sinh sống chết Phật vờ Ngu si tâm tối lơ mơ biết gì Tu la phước có nhưng vì Nghiệp sân còn nặng, vậy thì đấu tranh. Làm người nhờ có nhân lành, làm người sống chết mong manh khó lường. Sinh thiên phước lớn phi thường, sinh thiên hưởng phước trên đường tử sinh. Ngày nào chưa hết vô minh, luân hồi còn đắm tử sinh còn dài. Trí nhân học Pháp như lai hành thiền chỉ quán đoạn dài vô minh hành thiền trí tuệ phát sinh hành thiền để dứt tự sinh luân hồi chết mạng sống thì rất mong manh cái chết song hành đi sát ở bên dù cho tuổi thọ vững bền đến ngày tận số cũng lên quan tài ai cũng muốn được sống dai mà không hiểu được sống dài làm chi tham lam hưởng thụ vô nghì mai này chết đến biết đi đường nào say mê thấy sự tào lao chết trong lưu luyến thì sao thoát trần luân hồi nghiệp báo xoay vần sinh rồi lại tử muôn phần khổ đau còn không tỉnh ngộ mau mau tu tâm giải thoát đợi sao an nhàn hành thiền chẳng quản gian nan niết bàn bất tử lạc an hướng về nhân sinh chết cái chết có bốn nguyên nhân tự sinh là lẽ không phân trẻ già một là nghiệp trước tạo ra đến khi nghiệp hết trẻ gì cũng đi hai là tuổi thọ đến kỳ dù còn nghiệp phận phải đi đổi đời. Ba là nghiệp tuổi đến thời, cả hai cùng hết phải rời nhân gian. Bốn là cuộc sống bất an, hòa tai ập đến các ngang mạng lành. Bốn nhân cái chết tạo thành, mấy ai thoát khỏi tử sanh vô thường. Thân này đâu có cụ trường, sống thì phải biết chọn đường mà đi chết rồi không thể mang gì Gia tài quyến thuộc không đi theo mình Nghiệp lành nghiệp ác bình sinh Tạo rồi nó sẽ theo mình mà thôi Sống thì phải biết vung bồi Tu tâm tạo phước để rồi mang theo Niệm xác chết Cái thân lúc sống đáng yêu Nhưng khi nó chết thành điều đáng ghê muốn trừ tham dục não nề tưởng về xác chết làm đề mục tu phình trương xác chết rồi bu nhất tâm tưởng niệm công phu thọ trì ai tham hình dáng thân thì niệm về xác ấy tức thì đoạn ngay bầm xanh xác chết ghê thay trị tâm tham đắm da này mịn trơn Hôi tanh mũ máu nhớ gồm Trị lòng tham dục về mùi của thân Vỡ tan nứt nẻ nhiều phần đắm tham cơ bắp cũng dần tỉnh ra Thú hoang ăn xác tả tơi Tham thân béo mập nay thời tỉnh chưa Rã rời thân xác bụng bừa Tưởng thân kiều diễm dễ ưa đâu còn Nát tan thân xác hao mòn dáng hình cân đối giờ còn nữa không? Máu me bé bét trên thay, dung nhan yểu điệu giờ đây hại hùng. Bỏ rồi lúc nhúc vẫy vùng, đắm tham sở hữu tận cùng là đây. Bộ xương trơ trọi phơi bày, hàm răng yêu dấu giờ này nhe ra. Cái thân lúc sống mượt mà, bây giờ cái chết thành ra thế này tham thân thì sẽ tỉnh ngay một mai ai cũng như này mà thôi niệm chết thân này sẽ chẳng bền lâu ai ai rồi cũng chôn sâu dưới bùn sinh ra cái chết đã chờ là điều chắc chắn hẹn giờ ra đi nhìn sâu vào tấm tử thi rồi bu lúc nhúc Vậy thì hiểu ra, đó là sự thật của ta. Thân này rồi sẽ thối tha rã rời. Mai này cái chết đến nơi, thân này là vậy, có thời như không. Sự đời mọi thứ viễn vong, chết là sự thật sẽ không gì bằng. Tại sao cứ phải lăng xăng? Mai này cũng chết, chi bằng tỉnh ra chết là sự thật với ta Thân này phải chết thật là không sai Tỉnh rồi thì hết bi ai Nó là sự thật tương lai cận kề Mong manh mạng sống ê chề Chết là sự thật cận kề ở bên Thân này không thể vững bền Mỗi ngày chết đến ở bên một gần Cho dù chăm chút cái thân nhưng không tránh khỏi thân dần chết đi tỉnh ra giấc mộng trường kỳ mau tu giải thoát sớm đi niết bàn